Ghê không, ghê không? Ôi, ghê 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 đó, ghê đó. Hơi bị đáng sợ luôn. Cái gì mà ghê dữ vậy mọi người? Nói cho tôi nghe với, nói cho tôi nghe với. Ra tới kìa. Trong làng chúng ta có người khổng lồ. Cái gì người khổng lồ? Mày nói thiệt không vậy Huy Đức ơi? Đúng rồi đó, tao thấy một người khổng lồ dài ngoằng à. Trời ơi, nhìn ghê lắm. Tôi mới bật quay video thôi mà có chuyện hấp dẫn dữ vậy rồi sao? Không biết Huy Đức nói thiệt không nữa. Thiệt đó tôi à, tối mà mày học. Ôi trời ơi, nó quặp mấy luôn đó. Ê mày đừng có hù tao trời nha mày. Trời ơi, trời đất ơi, ghê quá. Trời ơi, ghê quá. Trời ơi, quái vật người khổng lồ. Ghê nhìn cái gà mắc cười quá à. Nói thiệt không vợ, sao hù tôi gà dữ vậy? Em nói thiệt mà. Các bạn nhìn tôi chuẩn bị cho anh tô gà nè. Được rồi, Dắt ơi, bước ra đây. Hello. Được rồi, sẵn sàng rồi đó. Được rồi, giờ lên người của tôi đi Huy Núp ơi. Ok lên à. Tụi em đang làm cái gì vậy? Tụi em sẽ giả người khổng lồ và cho anh tô gà. Bây giờ mặc áo vô thôi. Ồ, ấy đó được, ổn dắt. Ổn rồi nhưng mà nói hình không. Vậy là ổn rồi, bây giờ em sẽ đeo mặt nạ vô nè. Chúng ta sẽ qua nhà tô gà hù nó thôi nào. Trời ơi, quả này tô gà chết chắc rồi. Tôi thấy chắc mình nên khóa cái cửa này lại cho nó chắc các bạn. Chứ cái cửa này nó nguy hiểm, lỡ người khổng lồ đi vô thì sao. Vậy tôi chỉ cần khóa cái chỗ này lại. Đó, bây giờ các bạn thấy tôi thông minh chưa. Ủa, nhưng mà nếu mình chặn vậy rồi sao mình vô nhà? Trời đất ơi, sao mình ngu vậy? Sao mình nghe tiếng ai vậy ta? Cái gì ai đằng sau lưng tôi vậy? Cái gì đây? Ta là người khổng lồ. Cái gì người khổng lồ à? Người khổng lồ là có thiệt sao các bạn ơi? Chạy thôi. Chạy. Con người khổng lồ này nó đáng sợ và nó bự rồi. Coi gì kìa. Ôi trời ơi, ghê quá, đừng có được theo tôi mà. Trời, nó không phải là người khổng lồ. Trời đâu, không phải là người khổng lồ thì là ai? Nó mà chị không tin em hả? Ôi trời, nó tới rồi. Tô gà nhát chết thiệt chứ. À thì đúng rồi, nó chạy vô rừng lên kìa. Trời, mấy đứa này tô gà vô rừng luôn rồi kìa. Ai bảo nó nhát chết chị? Many minutes later. Không biết tôi mấy cái người khổng lồ nó đi chưa nữa các bạn. Để mày tới coi, tôi coi. Ủa cái gì vậy? Mấy đứa sau này đừng có hù tô gà nữa nha. Ủa, là sao vậy? Ủa, chị Huy đang nói chuyện với người khổng lồ hả? Ủa trời ơi, không phải. Ủa, đó là ai vậy? Ủa, hello tô gà. Cái gì? Đó là Huy Đức mà dắt VN. Hai người đang làm cái gì mà chồng lên nhau vậy? À, tôi đang làm người khổng lồ đó tô gà. Bye bye. Tụi mày dắt con tao hả trời đất ơi. Thì ra tụi nó giả làm người khổng lồ để cho nên sao chị không có nói em hả? Chị đã cố gắng nói em rồi mà em không nghe. Trời ơi, tức thiệt chứ. Thôi em giỡn rồi, em không chơi với mọi người đâu. Mọi người còn cho em không à. À, tức thiệt chứ các bạn ơi. Nhưng mà nói trả thù vậy tôi chứ tôi làm gì biết trả thù là trả thù sao đâu. Dù sao mình cũng biết được là người khổng lồ không có thiệt là mình cũng đỡ sợ là vui rồi các bạn ơi. Ôi trời ơi. Mình nghe tiếng ai vậy? Hình như mình nghe nó phát ra từ đằng sau lưng nhà mình mà. Ủa có thấy ai đâu trời đất ơi, hay là mình nghe lộn vậy trời? Ôi, cái gì vậy? Rõ ra tôi lại nghe một lần nữa, các bạn có nghe không vậy? Một cái giọng nói rất là lớn và rất là to luôn mọi người à. Ủa sao cái này là cái gì mà sao nhìn nó trắng bóc dữ các bạn? Ủa sao nhìn nó kỳ kỳ các bạn? Ủa sao tôi lại nhìn nó không có giống một cái khu vui chơi hay là một cái gì lắm các bạn? Nó nhìn giống như là một bộ xương hả? Mà không phải là một bộ xương bình thường mà là một bộ xương của người khổng lồ sao? Như đây chính là cái bộ xương hồi nãy nó phát ra âm thanh đằng sau lưng nhà mình đó. Sao trời ơi, sao tự nhiên nghĩ tới mà nó ghê quá. Các bạn có để ý đằng kia nó có những cái bàn chân, những cái bước chân khổng lồ các bạn? Hay là đây chính là cái bước chân của bộ xương này? Ôi, và nó dẫn từ đây vô khu rừng sao? Chết rồi, cái này mình phải báo cho mọi người biết mới được các bạn ơi. Này là chuyện gấp, chuyện hệ trọng. Có người khổng lồ thiệt này, có người khổng lồ thiệt, có người khổng lồ thiệt. Ê, mày đừng có hù tao nữa tao gà ơi. Tao hù mày được chứ mày hù tao không có được đâu. Ây da, cái gì tao nói thiệt mà tao có hù đâu. Trời đất ơi, để mình vô mình báo chị nó bi mới được. Trong làng sinh tố có người khổng lồ này chị nó bi ơi. Trời đất ơi, má mạnh dữ lắm mà nó tô gà. Thôi về nhà ngủ đi, mai quên hết. Trời đất ơi, ám ảnh cái gì đâu. Ôi, em nói thiệt mà em, chị nó bi không tin tôi luôn. Sao không ai tin tôi hết vậy? Ôi, tôi nghĩ là chỉ có dắt VN mới tin tôi được thôi. Đó, chuyện ơi, sợ quá tô gà ơi. Thôi, chúc con ngon, bye bye. Ôi, vậy, ấy, trời đất ơi, dắt cũng không tin tôi luôn. Vậy là không có ai tin tôi hết các bạn. Nếu mà không ai tin tôi thì tôi sẽ một mình điều tra cái đó luôn các bạn à. Mình sẽ một mình đêm khuya đi vô khu rừng này để xem thử chuyện gì đã xảy ra mà tại sao người khổng lồ lại trở thành bộ xương như thế này. Nhưng mà trước tiên hả, tôi đã mặc lên mình gọi là một bộ đồ thám tử hả, cho nó chuyên nghiệp thôi. Vậy rồi cho nó đỡ sợ rồi mình sẽ lần theo dấu chân để mình điều tra. Ủa, bên này còn có một cái bàn chân khác nữa coi. Ôi, không biết cái bàn chân này nó dẫn đi đâu nên mình cứ thử đi theo nó thử coi các bạn à. Được rồi, các bạn hãy cùng tô gà điều tra vụ này nha. A few moments later. Ta đi tới được cái chỗ nào đây? Hình như đây chính là cái chỗ cuối cùng của bàn chân à. Ui, sao nó có cái gì mà nó màu đỏ đỏ đây? Chữ H, chữ E, chữ L, chữ P. Là chữ H các bạn ơi. Là chữ cứu đó. Hình như có một ai đó cầu cứu tụi mình hả? Tôi cần thấy tôi cần đá.
tôi bỏ cuộc rồi, tôi đi về để tôi không điều tra gì hết trơn, nó ghê quá. Tôi sẽ đi về. Tôi về sao bắt đầu nghe tiếng gì hơi các bạn ơi. Ui sao tôi nghe tiếng gì đâu bạn. Ui cái gì ơi, cái gì vậy các bạn, gì kìa. Đó chính là người khổng lồ ha. Tôi chạy đây, trời đất ơi, cứu tôi với. Người khổng lồ có tiền tôi nói mà. Ui da, ây da, bắp cục đá té luôn rồi. Chết tôi ơi, đừng có giết tôi mà, đừng có giết tôi mà. Ơi, giúp ta giới được không? Cái gì? Giúp ta giới được không? Ủa, lại sao không phải ông giết tôi hả? Ta bị lạc anh trai của ta rồi. Cái bị lạc anh trai hả? Ông không có làm hại tôi hả? Ông khổng lồ ơi. Ta không có làm hại ai hết. Không có làm hại ai hết sao? Nhưng mà tại sao tự nhiên ông đi vô cái làng tôi, ông làm gầm gầm râm beng lên vậy? Tại vì làng của tôi ta đã bị quái vật tấn công rồi. Vậy là có một làng người khổng lồ của ông luôn sao? Đúng vậy đó. Nên là anh trai của ta đã chạy ra khỏi làng rồi. Anh trai ta đi hướng này nhưng mà ta không thấy anh trai đâu hết trơn á. Thôi từ từ, ông đi theo tôi đi, tôi cho ông xem cái này để xem thử đây có phải là anh trai của ông không nào. Đi đi đi, lại theo tôi, ông người khổng lồ. Hướng bên này là trời, ông đi đâu vậy? Ôi, đây, đâu đây vậy? Có phải là anh trai của ông không? Đây chính là bộ xương của anh trai ta sao? Vậy là đúng thiệt á, vậy là anh trai của người khổng lồ này đã chết rồi. Nhưng mà sao lại có thể ra được nông nổi như vậy người ông người khổng lồ ơi? Ta nghĩ anh trai ta đã bị dính trong độc của mấy con quái vật rồi. Trời đất ơi, có mấy con quái vật vậy luôn hả? Thôi được rồi, bây giờ tôi có thể giúp gì cho ông không? Bây giờ là anh ta bị xâm chiếm rồi nên ta không có chỗ nào để ở hết. Trời đất ơi, các bạn có thấy người khổng lồ này tội nghiệp không thì comment cho tôi biết nha. Bây giờ mình phải làm gì để giúp ổng bây giờ? Bây giờ ông ơi, tôi có ý này nè. Hay là bây giờ ông không có chỗ nào để ở đúng không? Hay là ông ở tạm cái làng sinh tố của tôi đi. Hả? Làng cậu đâu? Làng tôi đây nè, trời ơi, cái làng trước mặt ông nè. Đó là làng của người hả? Đúng rồi. Đó là đồ chơi Lego không đó. Cái gì mà đồ chơi Lego? Ở trong này là cái nhà của tôi đó. Tại vì đây chỉ là thành phố là của người bình thường. À, theo ông này là người tí hon đó ông ơi. Không có chỗ khác cho ông nữa đâu. Ông đừng có đòi hỏi quá nha. Thôi được, cảm ơn cậu nha. Thôi được rồi, vậy bây giờ để tôi suy nghĩ cách coi làm sao để ông vừa với cái ngôi làng của tôi nè. Bây giờ mình đã vừa nghĩ ra một chỗ hả để ông có thể ở lại trong làng của mình rồi. Coi bây giờ tôi tìm ra một chỗ cho ông rồi nè. Ồ, thiệt hả? Ở đâu vậy? Ở đây nè. Ôi trời đất ơi, bây giờ các bạn ơi, tôi còn biết cho ông này ngoài ở chỗ nào nữa. Ngoài cái chỗ là cái sông giữa làng tôi nó rộng như thế này. Tôi sẽ cho ông ở tạm như này, sau khi mà có người nào tới thì ông sẽ ngập lặn xuống nước gọi là để không có bị lộ nha. Thôi nhưng mà dù sao thì cảm ơn cậu để cho tôi ở nha. Không có gì đâu, giúp ông là tôi thấy cũng vui rồi. Ủa tôi gà, em nói chuyện với mẹ con rồi. Đúng rồi. Trời đất ơi, chị vậy? Chị nó bay chị, chị nó bay ơi, có chuyện gì vậy? Ủa sao em nói chuyện mình với cái hồ vậy? Em bị khùng hả tao gà? Có gì đâu hả, mấy này em thấy buồn chán quá nên là đi nói chuyện với cái hồ thôi. Đúng rồi mọi người. Trời đất ơi, suýt nữa bị lỗ rồi. Dạ em không có ai nói chuyện thì em nói với chị nè, cần gì em phải nói chuyện với cái hồ. Em biết rồi, lần sau em sẽ nói chuyện với chị nha. Tại vì em có thấy cái làng của mình nó động đất không? Động đất hả? Ủa trời ơi, ủa động đất à? Em không có thấy gì hết trơn, em thấy nó bình thường à chị Na Bay ơi. Chắc chị bị ảo tưởng. Ờ đúng rồi, thôi đi anh, chị đi về ngủ đi. Ok, để em nói chuyện với cái hồ xíu nữa là em ngủ liền. Thôi được rồi, lên đi, ông khủng rồi. Trời ơi, khổ quá. Trời đất ơi, có sao không vậy, xin lỗi nha. Giờ cứ ai tới là ông có gì ngập lặn xuống nha. Ta biết rồi, ta nghe khổ quá đi à. Bây giờ chắc là hết. Hay rồi, trời đúng rồi. Dạ. Cái gì vậy? Thì tôi đi câu cá này. Chà. Cái gì vậy? Tối rồi mà tự nhiên còn đi câu cá này chi vậy trời? Tôi đi câu cá kệ tôi. Trời đất ơi, tự nhiên là cũng được. Ông người khổng lồ phải trốn ở dưới kia các bạn. Bây giờ ông đi về đi, không khác mình câu cá được không? Bây giờ cái gì kỳ ấy? Muốn câu cá thì nào thì quyền của tôi chứ, kệ tôi đi. Trời đất ơi, bây giờ dắt ông mà câu cá là người ta thở không có được đâu, người ta nghẹt thở bây giờ. Ai nghẹt thở vậy? Nói gì thế tôi cả? Không có gì hết. Giờ sao đây? Người chết rồi, ông sắp chịu đỡ rồi. Có người ngoài hành tinh kia, nhìn kia. Ngoài tinh nè, đâu ngoài tinh nè. Ôi, cái câu gì vậy? Phải không? Phải, ngoài tinh. Tự nhiên lựa tôi chi cho tôi gà, mệt thiệt chứ. Ổn chưa? Trời ơi, sao mà sắp hết chơi, quay vào đi gọi là lần nữa. Ôi, Dắt ơi, lại có người ngoài tinh kia, Dắt ơi, nhìn kia. Người ngoài tinh anh, thiệt á. Ổn lên, giờ ông thở nữa, các bạn ơi. Cái gì đâu? Ê, vậy ông lựa tôi nhiều nha. Ôi, người khổng lồ sao ông lộ mặt rồi? Quái vật kia chạy thôi. Cứu tôi ra, tôi không biết bơi nè. Tôi không có biết bơi. Trời ơi, cái gì? Ai đưa mình lên? Ôi, sao mình được lên bờ? Ông có sao không? Ôi, thì ra là người khổng lồ giúp tôi hả? Cảm ơn ông nhiều.
nhiều nha, cảm ơn nhiều nha. Tao đã giúp tao mà, nên tao phải giúp lại chứ. Ủa mà tên hồi nãy là tên nào vậy? Cần tao sửa hắn không? Không cần đâu, đó là người của làng tôi, nó hay chôn chôn vậy thôi chứ ông không cần làm hại bạn tôi đâu. Nếu mà nói tới việc làm hại hả, để Nguy suy nghĩ coi, ngoài việc làm hại ông có thể giúp tôi việc này được không? Đó chính là có thể giúp tôi chôn mấy người trong làng không hả ông người khổng lồ ơi. Chôn là sao? Việc gì tao cũng có thể giúp hết á. Chôn có nghĩa là ông chỉ hù mấy tụi nó cho tụi nó sợ, tụi nó bỏ chạy lần sau nó khỏi dám hù tôi thôi là được rồi. Ồ, hù hay sao? Ờ vậy cũng được. Nhưng mà tao phải làm gì bây giờ? Tôi sẽ dẫn ông qua nhà mấy người hả bạn của tôi. Sau đó chúng ta sẽ nhờ ông người khổng lồ này cho mấy cái đứa hồi sáng nó hù mình một bài học các bạn à. Huy ơi, Huy ơi, Huy ơi. Có chuyện gì, có chuyện gì? Tô gà nó nuôi nguyên một cái con quái vật ở giữa hồ kìa. Nó bự lắm luôn, nó như là người khổng lồ vậy. Cái gì mà ghê quá vậy? Chúng ta phải xây nhà an toàn thôi, vô nhà đi. Đi đây đây. Cái gì vậy các bạn? Tụi nó đang làm gì cái nhà tụi nó vậy kìa? Sao nó tưởng nó xây nhà an toàn luôn rồi? Ủa giấc ơi, trên đó sẵn sàng hết chưa? Sẵn sàng hết chưa? Gà có khẩu đại bác luôn rồi nè. Cái gì vậy okay. Các bạn ơi, Huy Đức với Giác nó đang kết hợp để xây nhà an toàn chống lại người khổng lồ đây coi. À, người khổng lồ mà tới đây ta bắn rồi, ta bắn luôn á nha. Ô gà người khổng lồ ngon thì lại đây. Ông người khổng lồ ơi, hai tụi nó đang khiêu khích tụi mình ơi. Bây giờ ông cho tụi nó một bài học đi ông người khổng lồ ơi. Được rồi, để to. Trời ơi, nó tới rồi kìa Giác ơi. Ok, chuẩn bị nó bắn nè. Ai cho tụi mày bắt hai khẩu gà? Trời, sai hoá. Trời ơi, sao bắn vô giữa chân nó vậy, bắn hộp rồi kìa. Nè tôi luôn mới tôi bắn hộp vậy tôi bắn rồi nè. Hãy cho ý cho, ý cho, ý cho. Dạ, tôi đây. Mẹ, mẹ, mẹ nhột quá, nhột quá. Cái gì, nhột hả? Được rồi, tụi bay nói được chưa, tới lượt ta đó. Trời ơi, ông lập phá Nguyên nha. Ôi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, ta đã giúp cậu rồi đó. Ông giúp tôi rất là tốt luôn, cảm ơn ông nhiều, cảm ơn thì cảm ơn ông đã giúp tôi trả được mối thù đây. Ok vậy. Ơi, làng mình có quái vật khổng lồ tới. Quái vật khổng lồ tấn công hả? Sao đây có thêm một con nữa vậy? Quái vật khổng lồ nữa kìa. Ai cho mình đánh, mình đánh đây. Đây chỉ là người tốt sẽ giúp mình đó, trời đất ơi. Ủa nhưng mà chị nói người khổng lồ khác lại. Nhìn bên kia kìa. Cái gì vậy con, gì vậy? Con quái vật khổng lồ kìa các bạn ơi, nó đang phun lửa kìa. Trời ơi, cái gì vậy? Ơi cái gì vậy? Đó là con quái vật mà xâm chiếm làng của ta đó, bây giờ đang xâm chiếm làng của người được gì? Chết rồi, nó đang tàn phá làng của chúng ta. Ôi ơi, nhà chị bị nó làm bánh xác của người kia, chết rồi. Ta sẽ bảo vệ cái làng cậu, ta không muốn ai bị cảm giác mất cái làng nữa đâu. Hai người khổng lồ đánh nhau kìa. Trời ơi, mày ơi, mày ơi. Ôi trời ơi, chỗ này ông người khổng lồ ơi, có lên coi được. Ôi trời ơi, nó đang phun lửa kìa. Ôi trời ơi, có lên ông người khổng lồ ơi, tôi tin ông có thể làm được, mà bảo vệ cái làng tôi đi. Người khổng lồ ơi, đợi tôi, tôi xíu đi. Bây giờ mình sẽ chạy xuống cái chỗ phòng chế tạo Winup xem Winup nó có cái món bảo bối gì có thể giúp ông được không? Để tôi một chút xíu nha, rồi xuống thử coi. Ôi sao tao Winup nó nhỏ tí tẹo vậy? Winup ơi, Winup ơi, tôi gà đừng có bắt, tao biết lỗi rồi, tao biết lỗi rồi. Tao không có bắt mày đâu, bây giờ tao đang cần mày giúp. Ui nhưng mà sao mày nhỏ tí tẹo vậy Winup ơi? Trời thì tao cho tao thu nhỏ để tao trốn thôi, ông khổng lồ này không thấy hả? Làm sao mày có thể thu nhỏ như vậy được hay vậy? Tao vừa chế tạo được cái thuốc biến nhỏ đó. Thuốc biến nhỏ vậy, cho tao đi, cho tao đi Winup. Tao đưa cho mày, mày không được kêu ông khổng lồ à, gọi lời phá tao nữa nghe chưa? Rồi tao biết rồi, tao biết rồi, cho tao nhanh lên, chuyện gấp lắm rồi, quăng cho tao đi. Bây giờ chỉ cần quăng vô là người ta sẽ bị thu nhỏ đúng không? Ừ đúng rồi, tao trốn tiếp đây. Ờ chạy được rồi, bây giờ đã có một cái vũ khí để có thể ngăn chặn được con quái vật khổng lồ kia rồi các bạn. Ông người khổng lồ ơi, tôi tới rồi nè, ok vậy? Ôi, chết rồi, người khổng lồ nằm xuống rồi, chết rồi, chết rồi. Tên kia, người sẽ bị biến nhỏ lại tôi hay cha. Ui, thằng đã bị thu nhỏ lại kìa các bạn. Chúng ta nhỏ xíu vậy. Các bạn chứ không phải là người khổng lồ nữa các bạn. Được rồi, bây giờ mình sẽ xử lắm luôn các bạn ơi. Hay chết đi, chết đi, tôi làm bây giờ, tôi giẫm bây giờ, chết đi coi, chết đi coi. Ông người khổng lồ, ông tỉnh lại đi, ông có sao không vậy? Tôi cứu được ông rồi nè. Cậu đánh bại được thắng hay vậy? Trời đất ơi, ông tỉnh lại là được rồi. Trong làng tôi nó vừa chế tạo được một loại thuốc có thể thu nhỏ những cái con quái vật khổng lồ đó. Tôi sẽ cho ông những cái bình thuốc đó. Ông về, ông quăng vô mấy cái con đó trong làng của ông là ông sẽ giải cứu được làng của ông nè. Trời, cảm ơn cậu nha. Nếu vậy làng ta được cứu rồi. Thôi ơi, được rồi, bây giờ để tôi kêu Winup đưa cho ông mấy bình thuốc, cậu có thể tự do về làng của mình rồi đó. Cảm ơn cậu nha, ta đi đây. Ok, tạm biệt nha. Cậu. Có gì tôi sẽ ghé cái làng của ông chơi rồi. Ông đi luôn rồi, bye bye. Người khổng lồ, cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này. Còn tên Winup lại tôi một like, một subscribe. Ôi, ông vẫn đang về kìa. Và nếu các bạn thích video này thì quên lại tôi một like và một subscribe. Và nếu muốn coi một video khác thì các bạn hãy bấm vô video này. Cũng về một người khổng lồ đó nhưng mà đáng sợ hơn nhiều. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn đã coi và bye bye.